Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Euroline xin giới thiệu với các bạn bộ combo 9 món tiết kiệm và phù hợp với các loại phòng tắm nhỏ của Euroline. Và chúng ta xem chi tiết từng sản phẩm một nhé. Trước tiên là bộ tủ lavabo, chất liệu là hợp kim nhôm, kích thước rất là nhỏ gọn, phù hợp cho các phòng tắm nhỏ nằm ở dưới khu vực cầu thang hay các khu vực nhỏ để tiết kiệm diện tích. Bộ tủ lavabo này có kích thước chỉ có 40. Kích thước của tủ gương là chiều ngang là 400 và cao là 600 nha các bạn. Cái phần ngang này là 400 này và cao là 600. Sản phẩm thứ hai là vòi lavabo lạnh. Vòi lavabo lạnh L114 và ở đây thì tôi sẽ thống kê cho các bạn thấy sản phẩm này giá như thế nào luôn ở trên catalog nhé. Đây các bạn, vòi 114 trị giá 460.000, một bộ xả nhấn bằng inox của Euroline. Đây, bộ xả nhấn thì như vậy. Tủ này là chất liệu là nhôm phủ melamin màu trắng sữa nha các bạn. Tủ bằng chất liệu nhôm có khả năng kháng nước và chịu độ ẩm cao. Vì vậy các bạn yên tâm khi sử dụng ở trong môi trường phòng tắm. Rồi, sản phẩm thứ tư là bộ sen tắm đứng nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome của Euroline, LS922. Bộ sản phẩm này có 3 chức năng chảy và sử dụng cho vòi nóng lạnh. Chúng ta cùng thử luôn nhé. Đây, và chúng ta chuyển chế độ. Rồi, tay chảy. Tay chảy này cũng có 3 chế độ. Có 3 chế độ nha các bạn. Rồi. Nước chảy rất là mạnh. Rồi, sản phẩm thứ tư là vòi xịt vệ sinh chất liệu nhựa ABS mạ chrome của Euroline L01. Sản phẩm thứ sáu là bồn cầu sứ men lalo tuyết sáng trắng BC2077 của Euroline. Bồn cầu được thiết kế với 2 nút nhấn xả 3 lít và 6 lít, công nghệ xả Tolado, lắp đóng êm. Đây các bạn thấy công nghệ xả với 3 lỗ, phụ kiện đi kèm, phiếu bảo hành, hướng dẫn sử dụng và lắp đóng êm. Đây, các bạn có thể xem lắp đóng êm của bồn cầu này. Rồi, bồn cầu này cũng có kích thước khá nhỏ, phù hợp với các diện tích hẹp nha các bạn. Sản phẩm thứ bảy là hộp đựng giấy vệ sinh chất liệu súp 304 của Euroline, P06-4. Sản phẩm thứ 8 là một van T chia nước cho bồn cầu và vòi xịt của Euroline chất liệu đồng mạ chrome. Và sản phẩm thứ 9 là kệ treo khăn đa lăng B5 chất liệu inox súp 304 của Euroline. Kệ linh động có thể gập gọn khi sử dụng, kết hợp với nhiều mắc treo không han rỉ theo thời gian khi các bạn sử dụng. Đây là một bộ combo tiết kiệm phù hợp cho các phòng tắm có không gian nhỏ, ví dụ như là dưới cầu thang hay các khu vực hẹp. Nếu các bạn quan tâm đến bộ sản phẩm này, các bạn có thể truy cập website euroline.com.vn hoặc gọi điện tới số 0888 190901 để được tư vấn và đặt hàng nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.